xã Tà Phìn được xem là thủ phủ của địa lan, một trong những giống hoa đặc hữu của Sapa. Khi ngưỡng nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa phùn như hiện nay, công việc cần kíp nhất là phải di chuyển các chậu hoa xuống vùng thấp hơn để tránh rét, sau đó chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết. Việc này cũng giúp khách du lịch và người yêu hoa có cơ hội chiêm ngưỡng, thuận tiện hơn trong lựa chọn để mua những chậu hoa ưng ý nhất. Thì phải che chắn, không có cái những cái ngọn non của nó bị thối, bị hỏng. Với những cái bông của nó còn mà mình chưa mang được đi Lào Cai ấy, thì nó cũng bị nhũn, nó gãy hết, nó nắng lên nó gục, nó gãy. Nó không ra hoa được. Như những năm trước thì bình quân được từ 4 đến 600 triệu một năm. Từ năm ngoái năm nay nó dịch thì cũng chưa biết được, nó còn phải tùy theo thị trường ấy. 2 năm qua, xã Tà Phìn đã thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cây trồng giá trị thấp sang trồng hoa lan, mai và đào thất thốn để cung cấp cho thị trường Tết. Đây là nguồn thu nhập chính trong năm nên bà con rất chú trọng vào khâu chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết và đạt chất lượng cao. Tính cả cây bé nhân giống hết là khoảng hơn 200 trậu. Còn gia đình thì phụ thuộc về cây địa lan này thôi. Còn nguồn thu chính ở ngoài khác là không có, vì gia đình mình chủ yếu là về cây lan. Năm vừa rồi là gia đình nhà mình được 80 triệu. Khí hậu lạnh dần thì mình phải di chuyển những cây lan mầm non, là mình phải di chuyển đến chỗ cốc san để mình giữ ẩm, để nuôi hoa, để cho nó hoa phát triển ra, để cho nó kịp Tết nguyên đám ạ. Những năm trước, gần 600 nhà vườn và hộ dân trồng hoa, cây cảnh ở Tà Phìn cung cấp ra thị trường Tết khoảng 40.000 chậu địa lan, mai vàng và đào thất thốn, mang về nguồn thu nhập bình quân từ 50 đến 60 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình. 2 năm gần đây thì bà con phát triển nhân giống hoa địa lan được khá nhiều, hiện tại nó chắc khoảng trên 60.000 chậu trên toàn địa bàn xã. Và từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây thu nhập thấp mà chuyển sang cây địa lan cho thu nhập cao, thì thu nhập kinh tế của gia đình rất ổn định. Có sản phẩm đầu ra nhưng hiện tại đang do ảnh hưởng dịch bệnh thì chưa biết là thị trường năm nay nó như thế nào. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân cần nắm bắt tốt nhu cầu và sức mua thị trường Tết để có phương án di dời số lượng hoa và cây cảnh hợp lý, tránh những thiệt hại không đáng có cho các nhà vườn, người trồng hoa và cây cảnh tại địa phương.